nay anh em mình ở đây làm gì không? Hôm nay anh em mình đang gọi là có một cuộc đột kích đi rình cuộc tình. Anh em mình đang rình cuộc tình Tây Ba. Đấy. Bạn hôm qua vừa phát hiện ra Chí Phèo với Thị Nở ra bụi chuối này. Nhưng mà lại phát hiện thêm hai nhân vật nữa gọi là nhân vật nữa gọi là Lão Hạc đi theo, gọi là đang dẫm dúi nhau ở bụi chuối này. Mau đi bắt chúng nó. Bắt luôn. Ây da, kẹp chân đó rồi. Ây da. Trời ơi, anh em bọn nó hôn nhau này. Thấy chưa? Mọi người thấy Chí Phèo với Thị Nở và không phải đâu anh ơi, đây là một mẹ hai con. Ấy, đây con này to hơn mà. Đây con nữa. Phát hiện thêm cả Lão Hạc dẫn theo con chó vàng nữa. Đấy, đấy. Ui xa. Mọi người đây. Ốc ấy, con ốc ấy mọi người ơi. Mọi người biết đây là con gì không? Con ốc. Hôm nay anh em mình sẽ gọi là chén con này. Ăn sashimi. Mình dạ thôi. Không, con này thật sự là nói chung là cũng khá là đặc sản nếu mà biết cách làm. Nó là một món ăn kinh dị. Chứ nhưng đúng. Mà chỗ mình ăn đời nhỉ, người ta ăn đời. Người ta còn thích ăn nhiều. Một món ăn kinh dị. Đố ai dám thử một lần. Tí nữa anh em mình sẽ làm món bây giờ phải đi bắt thật nhiều con này nhá. Liếm với đây, tại vì là mình xói hết rồi. Xói cái gì đầy bụi chuối. Nhưng con này nhiều, rất nhiều trong bụi chuối nhá. Nó hay ở ốc sen. Ở bụi chuối rất là nhiều. Bắt con này bây giờ anh em mình sẽ đi bắt đã, xong rồi nói chuyện tiếp. Nói chung là không phải cái gì cũng bỏ được vào mồm, nhưng mà biết cách làm sẽ bỏ được. Đây. Giòn lắm. Ấy, lấy cái gì để đựng. Từ ta đi mượn cái xô. Ui xa. Anh ơi, con chiên to khổng lồ ấy này. Có chưa? Ui xa. Mọi người đã từng thấy một con ốc sên là nó to kinh điển như này chưa? Ôi. Cũng là lần đầu tiên mình thấy đấy. Em lại bắt được một cục tinh mới này. Mày đã lấy vào kho. Khá là nhiều nha mọi người nhé. Cắn được cái lời ra này. Hay tỏ này. Ở đây, đấy, đây, đấy, đây, đấy. Đây, đây. Mày sắm chú nhau ở đây à? Ba, bốn, năm con liền. Bắt con này nhớt lắm. Nhưng mà chỉ nó làm hết nhớt đi. Ăn xuống. Đây. Wow. Mọi người thấy anh em mình bắt được nhiều chưa? Chỗ này nó như một mâm hải sản ấy nhỉ? Chỗ này là ít đấy. Ôi, sau rồi. Lấy tí đầu nó được ít đấy. Được ít á? Thế mà bắt thêm. Và nói chung là nhìn nó như một mâm hải sản ốc gì nhỉ? Ốc gì ở biển nhỉ? Ốc hương. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến món này cho mọi người xem nhé. Gọi là nói chung là ăn giòn như mề gà, ngon hơn mề gà. Nhưng mà phải biết cách làm. Nói chung là không phải cái gì cũng đút được vào mồm, nhưng mà biết cách làm vẫn chén được. Đấy, bây giờ đấy. Bây giờ thế này nhá. Cái này ngon nè. Mày bây giờ quan trọng nhất là mọi người biết là gì không? Đập cho nó ra. Hết nhớt đã. Bây giờ đập, mày lấy cái chậu sắt lúc này đi. Ok. Đập ra để trong quá trình làm cho nó hết nhớt nha. Hả? Tí nữa đốt rơm mà lấy giò chứ rốt thế. Cứng thế. Đây. Ui da. Con này cứng. Khá là to mọi người. Con này. À. Đấy. Ui mày đập. Ừ. Đấy, cấu. Cứ đấy hết cái này đi, tí nữa cấu cái phần đầu sau. Ui, con này. Nói chung là con này là con to nhất đây đúng không? Vâng. Đây mọi người. Con to. Con này là con gọi là to kinh điển nhất mình từng thấy luôn đấy. Con này ấy. Thực sự là con khủ. Nó gọi là Hugo ấy. Đấy.
Ui, mọi người đã thấy nó nhớt chưa? Tí nữa mà xem nó cũng dây luôn đấy. Nhưng mà làm được hết nhớt nữa là cả một nghệ thuật đấy. Nhớ ấy nhỉ? Muối này, giấm này, giò này. Các quan trọng là giò ấy. Giò mít là nó khổ luôn. Vỡ cả đá này, con này cứng thật. Nhớt quá, con này nó nhớt quá. Trong tivi người ta bảo cái này người ta còn bôi dưỡng da cái gì, dưỡng dùng gì ấy nhỉ? Tí nữa mày có dưỡng da đắp mặt không? Không, tiêu. Nhớt đâu. Con này là thế à? Tao đòi mãi chưa xong này. Vỡ cả đá cơ. Ây này. Đọc ngoan đồng. Vuốt sạch nó đi. Đấy, cạo trong này rất là nhiều nhớt này. Cái dạng này nhớt nhớt kinh điển này. Thấy chưa? Thấy nhớt chưa? Ấy. Nhớt kinh điển luôn. Đây mọi người nhá. Sau khi gọi là sơ chế qua thì bây giờ mới đến bước tiếp theo mọi người nhá. Còn sơi. Sơ chế qua đấy gọi là vừa một túi muối, một chai giấm thôi. Bây giờ mổ nó ra nhá. Mổ này ra. Đấy. Gạt bỏ hết những cái đây này, cái mồm nó ăn này. Cái mồm nó này. Đấy. Bỏ hết mồm hết đít. Bỏ hết mồm hết ruột. Đấy, ruột này. Ruột này. Đấy. Bỏ hết đi. Chỉ lấy đúng một phần gọi là mép cái miệng nó thôi, cái miệng. Lấy nhất mồm nó. Đâu, bỏ mồm mà. Đây, bỏ hết này. Thấy chưa? Cái mồm cái ruột nó chạy xuống dưới này. Thấy chưa? Đấy. Nói chung là rất là kỳ công. Vì mà được chén cái món này. Đấy. Một cái. Rồi, tiếp tục. Xong ha. Mổ hết ra này nhá. Lại bóp giò. Lại bóp muối, lại bóp giấm, lại tiếp tục một series mới nhớt. Series nhớt. Cái nơi mà ai mà luộc lên mà chấm muối ớt ăn nhỉ. Hết chưa? Nói chung là ai mà luộc kinh mà sư. Ai mà luộc con này mà chấm muối ớt thì sẽ lên thành huyền thoại luôn đấy mọi người. Kinh là không thể chống được đâu. Đố ai ăn được hết nhớt nhiều luôn. Anh em mình làm xong nó cứng đờ ra ăn nó giòn lắm nhỉ anh nhỉ? Ừ. Ăn rất là giòn như mề gà nhỉ. Hết sạch 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 nhớt luôn. Phải làm sạch. Ôi, nói chung là mới xong được cái bước thứ hai nữa. Còn 3, 4, 5, 6 nữa mọi người. Bây giờ tiếp tục. Bó muối tiếp. Tiếp tục hành trình. Bó muối một lần nữa cho nó khô để bó giò. Ui, mỏi mỏi cứng lưng luôn. Ra đây. Đây. Đây, bây giờ bắt đầu nhớt nó lại ra tiếp nhé mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Cứ cái gì là dằm là muối nó sẽ ra. Đấy, kinh điển. À trời, đấy, đây. Thấy chưa, cô đặc. Đấy, phí Phạm Văn Đồng. Nào. Ôi xà. Khô giòn rồi. Lúc nãy mà cầm thế này á, nắm một phát là nó phọt ra ngay. Nhưng mà bây giờ đấy, đấy là bột giấm đấy chứ mình nhớt đâu đấy mọi người. Hết sạch rồi. Wow. Ôi. Bây giờ anh em mình chân nước sôi nữa. Tiếp tục công đoạn cuối cùng chân nước sôi mọi người. Mỏi là sao quá. Ấy đi, chân đi. Ê. Rồi cho vào đi anh. Được sôi đâu rồi đấy mọi người ạ. Tái luôn nhỉ anh nhỉ. Nước sôi này vừa làm cho nó sạch hẳn.
và vừa cho nó gọi là hết cái độ mặn của muối nha mọi người nhá. Tái luôn này. Nói chung là món này kỳ công, để được ăn một cái món này. Ngon cực ấy. Thế này mọi người nhìn thấy ghê rồi. Cực thì cực khó. Hơi bị ngon đấy. Vâng đây, bây giờ lại đi rửa lại nước lá nữa cực hẳn. Không bị rửa. Đấy, có chứ. Rửa lại nước sạch ấy. Ôi xa. Đấy, món này ngon nhất là xào xả ướt nha mọi người nhé. Đấy, ướp một tí. Em tưởng cho vào đảo ra rồi mới cho. Không, điên à, ướp một tí cái này cho nó cho nó đấy đấy, xong rồi đảo cái này vẫn đảo mà. Tí nữa mới đảo nhỉ. Đấy, bây giờ đảo đây. Đấy. Đảo luôn. Đấy. Khô rồi, khô cứng ngắc rồi. Ngon lắm. Em từng đảo cái này chưa? Điên. Để khô đi lại đi. Cho vào được chưa anh ơi? Ừ, ok, cho vào, cho vào. Đồ vào, đồ vào. Ui chà. Thơm luôn nhỉ? Bớt củi đi, nhỏ củi thôi. Thơm lừng luôn. Đấy là khổ đến tận cam lai đấy mọi người ạ. Từ sáng đến giờ làm cái món chết tiệt này quá là lâu luôn. Siêu lâu. À cha, mau đệ đệ, cho hỏi đây là món gì nhỉ mau đệ đệ? Dạ. Cho hỏi đây món là này món gì à, tên nó dài dòng lắm. Gọi là sang lắm. Gọi cái gì mà dài dòng? Gọi là con gì nhỉ? Hải sâm sao. Chào cho mọi người nhá, chín rồi nhá. Thôi, đi, chén đây. Chén đây, chén đây. Bên ra đây, bên ra đây. Chỗ đây anh ơi. Đi đâu? Nói chung là khổ đến tận cam lai bây giờ mới hưởng thành quả mọi người nhá. Từ sáng đến giờ đấy. Đây, cho mọi người xem này. Đây, đây là thành quả. Ngon lắm. Đấy. Đấy, đây là những cái miếng gọi là cổ của con to đấy. Vâng. Nào. Em làm miếng. Ê. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ấy. Ngon nhỉ. Ngon lắm mọi người, giòn lắm. Thơm. Nhai chực chực chực. Chưa một cái gì giòn bằng cái này. Mềm. Phải nhíp mọi người từ trong tivi ra đây cho ăn thử quá. Ăn thử món này thì quá là tuyệt vời. Không phải bảo anh em tao mang rồi quét. Thật ra từ đầu ấy, nó chỉ nó hơi nhớt, nó gọi là cực kỳ nhớt. Thế nên là phải cực kỳ kỳ công làm cái món này. Tổng cộng anh em mình từ sáng là phải mất đến 4 tiếng đồng hồ mới xong cái món này nhỉ. Đã à? 2 tiếng để làm sạch nó. Đường hả? 1 tiếng đi bắt. Còn những cái sơ chế lung tung. Cái này là mình ăn rồi. Thơm. Quá là ngon nha. Đây nè. Phải biết làm cơ nhỉ. Cho mọi người nghe cái tiếng gọi là sần sật, dai giòn. Thấy không? Mọi người thấy chưa? Nào, vô. Vô. Không nhỉ. Vẫn còn chưa muốn nuốt cơ. Dạ. Nó chưa đấy. Chưa nhai hết, chưa muốn nuốt. Ăn chút 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 chút. Thơm. À. Người ăn thử xả cũng ngon. Quá vào. Quá vào. Dạ. Quá xả vào. Hả? Đấy, xúc. Lấy ốc sên xúc xả. Thơm. Ừ.
Đấy, đến lúc này thì mọi người mới không thấy gọi là lại, nói chung là chắc chắn sẽ nhiều người nghĩ là anh em mình ngắn bẩn. Làm quá sạch rồi. Phải nên nhớ một câu, không phải cái gì cũng đút được vào mồm đâu, nhưng mà mình mà biết cách ấy, thì vẫn có thể lừa lựa mà đút vào. À đâu, quên nói thế lại, không phải cái gì cũng ăn được đâu, nhưng mà biết cách ấy, thì sẽ cứ từ từ sẽ thể ăn được. À. Món này mà ai mà chưa nhìn lúc đầu ăn á, ngồi đấy ăn giống đã hết cả cả đĩa. Nếu mà không biết cái gì ấy, thì tức là giả dụ nhá, ai đi qua đây mình sẽ bảo à, chú ơi ăn gọi là hải sâm mình ăn hải sâm không, ăn xong khi ăn ngon xong mới bảo là ốc xin xem là sẽ thế nào. Qua ai mình ăn đây ăn kiểu này thích cá này. Kiểu này anh ơi. Ngố nuốt nhưng mà ngon quá. À, bao nhiêu người ngày trước đã bị lừa kiểu đấy rồi. Ui, cà kia không ăn được thịt ngan, mình nấu trong bát bún, à bát nước, à bát canh bún ấy, cả bún ấy, bằng nước luộc ngan, ăn ui ngon thế, xong cắt ra tí thịt vào đấy, vẫn thì ngon. Ngon mà nó ngon mà. Lâu lắm rồi bạn mình được ăn món này đấy. Ui, lúc đầu bắt nó nhớt với trường nha anh nhỉ. Ai có thể, cái con này bình thường có thể làm một thử thách luộc con này lên. Ừ, chấm. Không ăn được, thế là không ăn được đâu. Ăn đấy nhớt nhiều nhiều gấp mồm. Nhớt nhiều nhiều luôn. Tỏi à? Ăn củ. Đấy, tỏi đâu xả ớt ấy, tỏi. Món này sẽ là ốc xin xào xả ớt. Món ăn siêu kinh dị, đố ai thử, dám thử một lần.